Hello. Hello. Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Huy và rất vui vì các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay sẽ là một cái vlog rất là thú vị, rất là mới lạ, một nội dung hoàn toàn mới. Và có lẽ là không có nhiều dịp để mình quay một cái vlog như thế này đâu. Câu chuyện thì là mình có một cô em gái đang đi du học ở Đức. Và sắp tới, hình như là mai đúng không? Tối mai thì cô bé ấy sẽ về Việt Nam. Và cô bé ấy tên là Chu, có một cậu người yêu thì đang ở Việt Nam tên là Tuấn Anh. Cái cặp đôi này thì yêu nhau, yêu xa được khá là lâu, tới 3 năm rồi đúng không? 3 năm, bây giờ mới có 24 tuổi thôi. Mà yêu xa 3 năm, tức là cái hồi đầu đi du học thì cả hai mới chỉ có 21 tuổi thôi, còn rất là trẻ. Và các bạn biết yêu xa ở một cái độ tuổi trẻ như vậy thì nó rất là khó khăn. Nếu như mà mình đứng tuổi một chút thì việc yêu xa nó có thể nó trở nên dễ dàng hơn. Nhưng mà ở cái độ tuổi 21 các bạn biết rồi đấy, vẫn còn trẻ con, nhiều cảm xúc, rồi nhiều thứ mình muốn tìm hiểu, nhiều thứ mới lạ xung quanh, mà có thể giữ được cái tình cảm yêu xa 3 năm nó rất là khó. Nhưng mà cặp đôi này thì làm được. Bây giờ Chu thì có kế hoạch là muốn làm Tuấn Anh bất ngờ, nhưng mà nói kế hoạch đấy cho mình, nghĩ là thôi thì mình sẽ tương kế tiệu kế, mình sẽ nói cho Tuấn Anh biết và để nó ra tạo sân được, bay đón ra sân bay đón và tạo cái bất ngờ ngược lại cho con bé Chu kia. Đó, và hôm nay bọn mình sẽ đi nói cho Tuấn Anh biết, để bọn mình sẽ chuẩn bị một cái buổi đi đón ở sân bay thật là bất ngờ. Hello, dậy chưa? Ta bảo bay giờ bay rồi các thứ như nào đấy? Bay 8:10 ở bên này. Đến Hồ Chí Minh, em trao ship ở Hồ Chí Minh chưa? Béo gì? Nhưng mà đi ô tô đấy. Lắm. Nhưng mà nó mà nghĩ ra được, em photoshop về máy bay thì nó không sao. Mày photoshop về máy bay à? Photoshop về máy bay sang ngày bao nhiêu? 20. Bảo thế thì nói dối làm đéo gì, cho nó sang đón sân bay, cho nó vui. Đéo vui. Về bất ngờ thì vui. Về phát hiện thế có đi về có tình ngay ý ra không? Được đấy, con này cao tay đấy. Cao tay. Hello. Hello. Tôi đang làm vlog nha bạn ơi. Postcard Chu đi du học về. Đây là tối thế. Ghệ đẹp. Ok. Ghệ đích bự. Bây giờ chúng mình ra cà phê nhá. Nhưng mà sau đợt vừa rồi làm như nào? Vụ việc biết không? Không, nó là ngàn mấy vụ nội bộ thôi. Nhưng mà sau vẫn làm lại được không? Nghỉ mẹ đi về làm cho anh. Ôi thôi. Anh em mình thì sao, bữa em làm cho anh một con app, mẹ mày chọn sắp vô tóc. Ủa? Mẹ đỉnh nhất Việt Nam ấy luôn quá. Chỉ việc kiểu chụp cái ảnh thôi ấy, xong face AI detection ấy. Thế là nó bảo tóc này của bạn với cái kiểu tóc và khuôn mặt này bạn nên dùng sắp ạ, ABCXYZ cho một loạt lựa chọn đây này. Mẹ đẳng cấp luôn. Mình đang có mặt tại Duy Tân Cầu Giấy và ngồi bên tay phải của mình đây là Tuấn Anh, người yêu của Chu. Đây là một chàng trai như thế các bạn thấy là rất là tuyệt vời, cái phong cách ăn mặc rất là đĩnh đạc. Như các bạn thấy, mặc dù là dân IT nhưng với cái phong cách ăn mặc đĩnh đạc như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy, nhất là mái tóc này đã được tẩy nhuộm rất là cẩn thận, tuy nhiên hơi sơ một chút, thiếu một vài giọt dầu dưỡng argan oil nguyên chất đang được bán tại Paradox Grooming. Không sao cả. Và với mái tóc này thì chúng ta cần thêm một vài những cái lọ sáp Refine Molding Paste của Paradox Grooming. Vâng, thôi thôi bây giờ đi vào chủ đề chính thì em có cảm nghĩ gì khi người yêu của em, một người đã đi du học Đức 3 năm chuẩn bị về Việt Nam? Em cảm thấy rất là hồi hộp này. Nhớ người yêu này, hào hứng này, muốn đi chơi này. Vậy là em đã có chuẩn bị những cái hoạt động gì để khi mình có thể làm với người yêu khi người yêu về nước chưa? Sáng nay thì em được một anh tặng một bộ bài rồi. Em nghĩ là có rất là nhiều hoạt động. Một thông tin bên lề là mặc dù đã yêu nhau 3 năm nhưng mà cặp đôi này vẫn chưa từng have sex. Wow, bởi vì yêu xa mà các bạn, một người ở Đức, một người Việt Nam, cái khoảng cách là một trở ngại rất là lớn. Tuy nhiên mình rất là nể phục cái tình yêu này khi mà không có sex trong vòng 3 năm mà họ vẫn yêu nhau, vẫn giữ được cái mối quan hệ như thế này. Với một độ tuổi trẻ như vậy thì là một điều rất khó khăn. Đối với anh, đến anh già nhưng bây giờ rồi anh còn cảm thấy đấy là một điều không thể. Ngoài việc have sex 24/7 ra thì em còn hoạt động nào khác để đi chơi cùng người yêu không?
em còn đi Thái này, đi Đà Nẵng này. Thêm một câu hỏi nữa đó là trong cái khoảng thời gian 3 năm yêu xa như vậy thì đã bao giờ cái tình cảm của em bị lung lay chưa? Em chưa. Có chắc không? Chắc. Ok, như vậy là với ngành nghề IT thì xung quanh cũng không có quá nhiều cám dỗ, cho nên em vẫn giữ được nguyên cái tình cảm mãnh liệt dành cho cô người yêu của mình ở phương xa, phải không? Yes. Vâng, và các bạn thấy đấy, một chàng trai rất là tuyệt vời, phải không nào? Ok, bây giờ chúng ta có lẽ là phải chuyển qua quay bằng điện thoại thôi. Máy của mình nó hết pin rồi, mình quên không mang pin. Bây giờ thì anh cũng xin phép được tiết lộ cho em một cái thông tin. Đó là Chu sẽ về nước vào ngày 17, chứ không phải là 20. Oh my god. Anh sợ rằng mình là kiểu đàn ông với nhau mà bros before hoes. Anh sợ rằng là nhỡ như mà ngày 20 mà nó về bất ngờ mà chẳng may lúc đấy em lại đang thì nó không tốt đấy. Đàn ông mà mình hiểu nhau nên bây giờ chúng ta sẽ làm nó bất ngờ. Em thấy không, phụ nữ đôi khi là con bướm dối gian, chúng ta không nên tin những gì phụ nữ nói. Đó, Chu thực sự là muốn dành cho em một cái bất ngờ nho nhỏ sau 3 năm xa cách. Tuy nhiên thì bản thân anh thấy thì là cái người đi xa, nhất lại là phụ nữ nữa, thì người ta nên được nhận cái bất ngờ, người ta nên được nhận cái bất ngờ để người ta có nhiều cảm xúc hơn. Mai là chắc là em về sớm được đúng không? À, mai nghỉ luôn được. Ơi, không cần phải nghỉ tận 7 giờ, 7 rưỡi. Ok, vậy thì anh sẽ phụ trách cái phần ngoại hình cho em. Quần áo thì em tất nhiên là tự chuẩn bị về đúng phong cách của em nhất rồi. Nhưng mà mái tóc của em thì chính tay anh sẽ là người phụ trách. Để em có thể xuất hiện với một cái hình ảnh là đẹp trai và nam tính cũng như là lãng tử nhất có thể. Paradox cung cấp toàn bộ tất cả những box quà cho tất cả các dịp lễ nha các bạn. Cho cả nam lẫn nữ, nếu có nhu cầu thì các bạn hãy liên hệ với fanpage hoặc là website của Paradox Grooming. Ui. Rồi. Rồi, có chuyện này. Hồi hộp. Các bạn ơi, đây là gương mặt của mình nhé. Đứng ngồi không yên luôn. Vẫn là chúng ta đếm ngược còn 17 tiếng nữa để được gặp lại nhau sau 3 năm xa cách. Tuyệt vời. Rửa mặt lại. Ở đây, giữ ở cái này. Đấy, cái nơ thế, cái nút ở giữa nó mới thẳng được. Đây. Thế. Bây giờ nhá, lúc nào bật ấy thì đèn nhá, tự bật nhá. Thì trước khi ấy thì cứ bật sẵn lên thôi. Nó tự bật ấy. Thì lúc nào trước khi tặng thì bật, nhiều lúc mình bận quá mình không bật được. Đây là cái box custom riêng. Thế tức là nếu mà cái box giá hàng 3 của cửa hàng thì em sẽ làm nhỏ đi một tí này. Cái box này hơi to bởi vì là bạn trai có mua một cái túi sách. Các cô gái thì em đã để trong này rồi. Còn trong này có một cái lược wet brush. Là cái lược wet brush này các bạn trải không hề giữ tóc nha, kể cả con gái tóc dài hay là dày luôn nha. Con gấu này thì thực ra bản chất là nó mình gấp thành hình con gấu thôi, còn nó là cái khăn mặt. Thế tức là nó rất hữu dụng chứ nó không phải để trang trí không. Mọi người bỏ ra thì nó là một cái khăn mặt. Từ trước đến giờ thì có rất nhiều những cái khách hàng qua Paradox và cũng tìm mua đồ để đi tặng, nhưng mà mình thì chưa có những cái gói, những cái box, gift box như thế này. Nhưng bây giờ thì thấy cái nhu cầu các bạn nhiều như vậy, mình bắt đầu làm ra những cái gift box cho những cái dịp lễ để các bạn có thể mang đi tặng, nhìn nó đẹp và nó ý nghĩa hơn rất là nhiều. Hoàn toàn là được làm thủ công bằng tay nha các bạn. Nó sẽ là món quà độc nhất bởi vì trên mạng, trên Shopee nó không có cái những cái thứ như này. Đúng rồi, các bạn sẽ không đi đâu mà tìm được cái gói quà như thế này cả, bởi vì tất cả từng cái gói một thì đều là được làm tay, được custom riêng cho từng khách hàng thôi. Như bạn thấy đây, hôm qua nó tóc vàng, hôm nay nó tóc đen. Một sự hồi hộp nhất định đã khiến cho em ấy ra cái quyết định là đi nhuộm lại cái màu tóc đen, trong khi cái tóc trước nó đang đẹp. Mà tại sao mà lại đi cắt ngắn như thế này? Bây giờ thì không thể nào đi cắt được nữa rồi, không thể nào đi sửa được nữa, nhưng mà không sao cả. Mình sẽ cố gắng cải thiện làm cho nó đẹp nhất có thể trong khả năng. Mới nguyên các bạn ơi, trai mới nguyên. Nó gọi là đầu tư luôn. Chưa biết là vòi băm có vấn đề à? Không. Xoay nhiều. Không, các bạn phải xoay nhiều lần, bảo quản kỹ mà, xoay nhiều lần nhớ lắc lên trước khi dùng nhá. Rồi ơi. Ê, chất lần này ngon nha. Chất này mượt. Chất này nó cái độ đậm đặc là vừa đủ. Mùi tăng mùi cam với cả dứa lên rồi. Cho em thử.
nó không bị ngọt, quá ngọt như bản trước nữa. Bản trước là mùi vani nó sẽ đậm. Đúng rồi, nice. Cái mùi không, cái mùi ấy thơm hơn thật đấy. Bởi vì cái lô này là dùng cho mùa hè luôn mà. Phải lại đố lại các bạn, nếu như các bạn xem video của mình thì các bạn sẽ nhận ra đây là cái kiểu sấy gì. Một kiểu sấy rất đặc biệt khiến cho bất cứ một mái tóc dày cứng khô sơ nào cũng phải vào nếp. Mình đã có video này rồi, nếu bạn nào chưa xem thì xem đi nhá. Nóng không? Yeah. Nóng mới bảo nhá. Nóng mới vừa. Ok, các bạn có nhận ra cái kiểu sấy vừa rồi là gì không? Đấy gọi là kỹ thuật sấy flat wrap. Đây, tóc vào nếp rất là đơn giản thôi. Hoàn toàn để được slick back với cái kiểu đầu này. Đầu của Tuấn Anh thì không có nhiều những cái xoáy khó bảo nên thật ra vuốt được slick back đấy. À đúng rồi, tại vì có một số bạn là ví dụ như dùng sáp ấy, một số những cái dòng sáp mà các bạn thấy như là sau một thời gian sử dụng mà khoảng tầm 4-5 tháng mà nó bị cứng lại, khả năng cao là do các bạn bảo quản nó chưa được tốt. Có thể là do các bạn đã để nó tiếp xúc với không khí thời gian quá lâu, quên đóng nắp, hay là các bạn để ở những cái nơi ánh nắng mặt trời nó chiếu vào trực tiếp ý, hoặc là các bạn để trong phòng vệ sinh thì cái độ ẩm nó cao, nó rất dễ gây đến việc là sao nó bị hỏng hay là nó bị cứng lại. Nhưng mà nếu các bạn để trong phòng ngủ, nơi khô thoáng tránh nắng mặt trời, những kiểu đây, cái con Refine này mình để ở cửa hàng điều kiện bình thường thôi, không có gì cả, khô ráo. Mình để con này, bản test này phải hơn 1 năm rồi. Đây là một trong những cái bản Refine đầu tiên. Và bây giờ mình dùng vẫn được thôi, không chả vấn đề gì cả. Ê, không hề giống nha. Mặc dù là cùng một kiểu tóc nhưng các bạn thấy nó có giống nhau không? Ôi không... như hai người nó đấy. Nó không hề giống nhau nha, tại vì khi mà cái người có chuyên môn người ta nhìn vào, người ta sẽ nhìn thấy cái sự khác biệt. Đấy, ví dụ như đường line hay là những cái độ wavy khác nhau. Giống nhau lắm luôn mọi người ơi. Thấy không? Đây thật sự là cái kiểu tóc mà mình phải nói là chân ái cuộc đời, và nó thật sự là đàn ông mà không một lần để Modern Pompadour thì nó là một sự phí hoài. Chào mừng các bạn quay trở lại với channel của mình. Không phải channel của mình, channel của sếp mình là anh Huy. Mình đã có một bó hoa hồng, một túi quà như vừa nãy, bó hoa đâu? Đấy. Ok. Như đi cầu hôn luôn mọi người ơi, như đi cầu hôn luôn. Chanel nhé. Huy, anh có cảm xúc gì không? Anh thì anh cũng đang rất là nóng lòng. Đã nhiều năm rồi anh chưa gặp Chu và anh cũng đã chuẩn bị một bài diễn văn để chửi nó. Còn mình thì mình cảm thấy cũng rất là hồi hộp nha, mình rất là confused là không biết là nó sẽ khóc hay là nó sẽ kiểu chửi mình ấy. Tại vì nó đã bảo với mình là không được nói và nó đã rất mất kiểu dày công để chuẩn bị những cái sự bí mật này. Nhưng mà mình đã tiết lộ hết và mình kiểu lật kèo ấy. Nên là mình rất là không biết là nó sẽ cảm động hay nó sẽ chửi mình ấy. Không biết là nó có khóc không ta? Ừ, có khóc không nhở? Theo Tuấn Anh, theo cái tính cách của Chu thì có phải là một người dễ khóc không? Tất nhiên là có đấy. Ồ, thật là tuyệt vời. Đó chính là yếu tố câu view cho video của tôi. Được. Thế bây giờ mình chứng minh thử xem mà có khóc không nhá. Mình thì đoán là có. Tuấn Anh cũng đoán là có. Huy thì Huy chưa biết nhiều về tính cách của Chu nhỉ. Ừ. Nên chắc Huy cũng không đoán được. Nhưng mà nói chung là vote là có. Ấy, tại vì cũng 3 năm rồi chưa gặp lại thì kiểu nhìn thấy thì cũng có thể là khóc luôn. Đúng không, rồi. Chưa kể là nó còn bất ngờ nữa. Ok, rồi bây giờ chúng mình sẽ update khi đến sân bay nha. Bye bye. Chúng ta đến sân bay thôi. Các bạn đã bao giờ được drip ở trên trời ơi. Thôi được. Bao nhiêu? QH240 chuẩn rồi. Đây chuyển này. Delay 20 phút chuẩn luôn. Cách đây 7:25, bây giờ 7:25 đang chờ. 30 phút rồi mà vẫn chưa thấy nha. Tuấn Anh thì vẫn đang nấp ở xa xa đấy, sau cái bảng kia. Đấy, bọn mình thì cũng chờ khá lâu rồi. Nhưng chắc con này nó lề mề mọi người ạ. Một pha núp cái nhẹ luôn. Núp ở đây ạ. Cay thật đấy, đợi mãi không thấy lắm ạ. Trời ơi. Nhìn mẹ. Trời ơi. Đây, tôi đã chờ nó 40 phút rồi. Nó mới đến đây. Xin chào tất cả các bạn. It's me. Thôi đây, ta kéo cùng nhau. Ra đây. Thank you.
Hello kìa. Có hello là ok đấy không phải plan của bọn mình mà. Quá đẹp luôn. Bài quốc huy em hải hà luôn. Cái gì ấy? Ok quá đẹp luôn. Em ơi, ok. Hả? Ok được rồi. Được luôn. Có. Khóc luôn, khóc luôn. Có được rồi. Khóc rồi. Hết rồi, được rồi. Ok, nhạt đi. Đấy. Ê, em không phải là người nhạt. Không à, em nhưng mà ảo thế. Lên khác mà các bạn ơi. Lật bài rồi. Lật bài rồi. Đây. Đây, quay mặt lật bài ngay ra. Đây. Ba ra đọc. Ngại quá. So happy. Thích nghĩ tất cả mọi người. Xem ra là chúng ta không có màn khóc lóc để được 1 triệu view rồi. Các bạn nghĩ gì, tôi không khóc đâu các bạn ơi. Thế luôn ấy, thật là phí công chuẩn bị cả 1 triệu của tôi ấy. It's okay. Em sẽ share video của anh. Ok, cảm ơn. Okay. Vâng. Thế đấy. Hết rồi các bạn. Đấy, câu chuyện chỉ thế thôi. Không phải ta đâu, ta biết đâu. Gì? Đây là người yêu mình. Hello. Đây là chứ, đây là Trần Anh. Yeah. Và mất bao nhiêu công sức make up, trang điểm, tóc tai, quần áo, đi mua mới các kiểu, nhuộm tóc các kiểu. Nhưng mà cuối cùng đấy, không một giọt nước mắt các bạn ạ. Ôi trời ơi, cái reaction thật là nhạt quá đi. Đúng là, hey, có khi nào mà những cái video mà triệu view kiểu cảm động thế nó diễn không ta? Không, người ta nhiều cảm xúc. Ờ, người ta nhiều cảm xúc, còn mày nhìn lại mày đi. Tại sao? Đã đi đường này mà mày ơi. Thế đã đặt phòng chưa? Xe đâu? Ơ kìa. Phòng gì cơ? Phòng ấy. À, phòng gì ấy? Phòng ấy. Phòng gì cơ? Ôi. Tự chọn hoa, tự gói, hoa, tự làm tất cả mọi thứ. Được à? Anh đang nghĩ ra cái tiêu đề cho video đó là đón bạn gái dược 3 năm và cái chết cay như ăn. Anh có mong đợi gì không? Anh có mong đợi là anh sẽ khóc không? Ừ, anh mong đợi. Ơ, với đoàn thế mà. Nhà chị ăn thịt. Đấy, bao nhiêu lâu nay tôi đã nói là nó là một con vừa đần vừa lề mề. Nhưng có người da đẹp dài á. Chuẩn bị cho nó một món quà cốc phiêu. Nhưng mà những gì nó reset là ơ, là sao? Kế hoạch của chúng mình khác mà. Ồ, em ơi, em buồn. Thật là mất quá nhiều công sức của tao mà mày không khóc được một giọt nước mắt. Thành sao anh em buồn em? 1 triệu view của tao. Anh em ơi. Anh em hoàng này. Khốn nạn này. Này, tao tình cảm của em quan trọng hơn cái clip chịu không của anh đấy. Tao thấy ghê tởm cái sự ngạc nhiên nhạt nhẽo của mày. Người buồn nhất chính là tôi vì video này sẽ không có 1 triệu view. Sao các bạn ơi, các bạn hãy xem vlog của yên tâm. Em sẽ share cái đấy cho tất cả mọi người. Tất cả bạn trong list fan của em. Rồi, em có nhờ tất cả mọi người đấy share tiếp không? Đấy, được, có, em sẽ nhờ. Xong để anh được 1 triệu view. Thôi các bạn hãy đón chờ video đi Thái, nó sẽ chắc chắn là sẽ hấp dẫn và kiểu nhiều tình tiết hơn nhá. Hấp dẫn mà. Mình hấp dẫn lắm thật đâu. Bất ngờ mà.